cậu ba làm gì vậy cậu ba? Ăn cỡ này. Đây, tặng cho cậu ba cái này, nón bảo hiểm phi công. Wow, có tay mèo luôn hả? Ừ, đúng rồi, bảo hiểm trên mọi nẻo đường luôn đó. Giờ hết rồi. À, mặc dù chạy xe hay cưỡi ngựa gì cũng được hết nha, bảo hiểm hoàn toàn. Sao?